Vụ máy bay huấn luyện quân sự IAK-130 mất tích tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự chú ý của dư luận vài ngày qua. Hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm. Thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 7 tháng 11 năm 2024, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng và địa phương tìm kiếm ở khu vực nghi máy bay huấn luyện IAK-130 rơi tại các huyện biên giới Buôn Đôn và Ia Súp thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tại huyện Buôn Đôn, hàng trăm cán bộ và dân quân tự vệ đã triển khai công tác tìm kiếm từ sáng 8 tháng 11, đặc biệt tập trung ở Buôn Đoan Phốc, xã Krông-na, nơi được cho là gần khu vực máy bay rơi. Các đơn vị quân sự còn điều động nhiều thiết bị do tìm chuyên dụng vào khu vực vườn quốc gia Gióc Đôn nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Theo một số nguồn tin, một người dân ở Buôn Đoan Phốc cho biết trưa ngày 6 tháng 11, ông đã nghe tiếng nổ bất thường từ khu vực rừng bên kia sông Serepok. Đến khi biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm máy bay, ông đã lập tức báo lại thông tin này. Đáng chú ý, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Krông-na, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã treo thưởng 10 triệu đồng cho bất kỳ người dân nào cung cấp được thông tin hoặc tìm thấy máy bay IAK-130 mất tích. Thông tin này đã được lan truyền rộng rãi đến người dân địa phương nhằm huy động thêm sự giúp đỡ từ cộng đồng trong công tác tìm kiếm. Được biết, vụ tai nạn máy bay quân sự xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 11 tại khu vực huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đây là chiếc máy bay IAK-130 số hiệu 2101 thuộc Trung đoàn 940 của Trường Sĩ quan Không quân. Trước khi máy bay rơi, hai phi công đã kịp nhảy dù và hiện tại sức khỏe của họ đã ổn định. Hiện tại công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra với nhiều nỗ lực từ phía các lực lượng chức năng và sự tham gia của người dân địa phương. Sau hơn 8 năm từ ngày khởi công, dù hoàn thành 97% khối lượng, nhưng cổng bến Nghé trên địa bàn quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án chống ngập do Triều có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng đang phải tạm dừng thi công và chưa biết khi nào đưa vào sử dụng. Liên quan đến tiến độ công trình này, chiều 7 tháng 11 năm 2024, tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ, ông Đỗ Quang Hưng, trưởng phòng hợp tác công tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chính phủ đang lấy ý kiến các bộ ngành trung ương. Thủ tướng đã có nhiều văn bản nhắc nhở việc này. Đến nay, chưa có ý kiến chính thức. Trong văn bản mới đây, nhà đầu tư cho biết đang phải chịu lãi vay phát sinh mỗi ngày 1,73 tỷ đồng. Dự án càng kéo dài thì tổng mức đầu tư càng tăng. Ông Đỗ Quang Hưng cho rằng con số này dựa trên báo cáo sơ bộ theo tính toán của nhà đầu tư. Trong quá trình điều chỉnh tổng thể dự án sẽ có nội dung quan trọng là đàm phán lãi vay, tính mốc thời gian, con số cụ thể sẽ được xác lập trong quá trình đàm phán ba bên giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư và BIDV. Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với nhà đầu tư ưu tiên hoàn thành hạng mục cống bến Nghé để thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư. Dự án chống ngập do Triều có tổng mức đầu tư hơn 9.970 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, tức BIDV tái cấp vốn. Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ kiểm soát ngập do triều cường cho vùng diện tích 570 km vuông với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Được khởi công năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong 3 năm, nhưng dự án liên tục trễ hẹn, nhiều lần phải dừng thi công. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay toàn dự án đạt hơn 90% khối lượng. Ngoài hạng mục cống Bến Nghé đạt 97%, các hạng mục khác như cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân đạt 90%, cống Mương Chuối đạt 93%. Còn theo báo cáo của nhà đầu tư, hồi cuối tháng 11 năm 2023, dự án giải ngân hơn 8.200 tỷ đồng, bao gồm vốn vay gần 7.100 tỷ đồng và vốn tự có gần 1.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư báo cáo nguồn vốn còn lại cần huy động để thi công hoàn thành dự án khoảng 1.800 tỷ đồng. Ông Đỗ Quang Hưng cho biết cuối tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng 3 vướng mắc của dự án chống ngập do Triều, gồm thẩm quyền quyết định dự án khi tổng mức đầu tư thuộc dự án quan trọng quốc gia tăng hơn 10.000 tỷ đồng, không có nguồn vốn để hoàn thành công trình, chưa có cơ sở thanh toán hợp đồng BT. Thì cái vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay thì tại cái báo cáo số 271 ngày 24 tháng 9 năm 2024 thì thành phố cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và đề xuất các cái phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Theo đó thì khó khăn vướng mắc lớn nhất của dự án chính là việc không thể tiếp tục huy động nguồn vốn dự kiến là khoảng là 1.800 tỷ đồng. Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án tháo gỡ như sau: do tổng mức đầu tư dự án thay đổi, thời gian thực hiện dự án đã hết, việc ký kết hợp đồng và thực hiện có một số thiếu sót, để đảm bảo cơ sở pháp lý cần triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, thủ tục điều chỉnh tổng thể dự án rất phức tạp do quy định của pháp luật, mất nhiều thời gian và cần thương thảo thống nhất với BIDV và nhà đầu tư về cách tính lãi vay. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện điều chỉnh điều khoản về thanh toán trong hợp đồng song song với việc điều chỉnh tổng thể dự án.
hệ thống bán vé, hệ thống thông báo thông tin, hệ thống báo cháy. Rất nhiều hạng mục tại ga Ba Son đã hoàn thiện, được nghiệm thu và chỉ chờ ngày tuyến metro số 1 đi vào vận hành chính thức. Chúng ta đang đứng tại gói thầu số 1B. Ga Ba Son này là nhà thầu liên danh nhà thầu Shimizu Meda đã tập trung rất nỗ lực và hoàn thành toàn bộ cái công trình, và đặc biệt là công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cũng đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy chấp thuận nghiệm thu. Thì đây là một trong những nỗ lực của nhà thầu cũng như sự phối hợp rất tốt của các đơn vị liên quan. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng khen cho các nhà thầu có thành tích xuất sắc trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục thi công các gói thầu thuộc tuyến metro số 1, tức tuyến bến thành Suối Tiên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho liên danh Shimizu Meda thi công thuộc gói thầu CP1B và công ty GS Engineering and Construction Corporation thi công cầu bộ hành các nhà ga trên cao thuộc gói tàu CP2 của tuyến metro số 1. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, gói tàu CP1B đã đạt tiến độ tốt nhất trong số 4 gói thầu chính của dự án. Hiện nay, tất cả các hạng mục ở gói thầu này, từ thi công, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đến nghiệm thu công trình, đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Toàn bộ tuyến metro số 1 đã hoàn thành 99% tổng khối lượng công việc, khoảng 1% còn lại bao gồm các thủ tục nghiệm thu và chuẩn bị đưa công trình vào vận hành chính thức. Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên đang gấp rút hoàn tất những hạng mục và thủ tục còn lại để vận hành chính thức trong năm 2024. Để đảm bảo mục tiêu tiến độ đề ra, Ban Quản lý Đường sắt đô thị phát động đợt thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên vận hành chính thức trong năm 2024. Theo đó, tập thể Ban Quản lý Đường sắt đô thị và công ty HURC1 phối hợp với tư vấn các nhà thầu tuyến metro số 1 nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, xử lý các khó khăn vướng mắc, tập trung cho các mục tiêu cao nhất là đưa tuyến metro số 1 vận hành chính thức trong năm 2024. Tất nhiên chúng ta còn rất nhiều công việc, chúng ta không thể chủ quan được. Và từng công việc một phải có kế hoạch rõ ràng, phải có giải pháp để mà làm sao mọi thứ phải đồng bộ và phối hợp với các cơ quan liên quan như phòng cháy chữa cháy, như cứu nạn cứu hộ, như là đăng ký đăng kiểm, như là vệ sinh, tức là những công việc lớn nhỏ chúng ta phải đánh giá hết, chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng để làm sao mà khi đưa vào vận hành thì đảm bảo cái vận hành tốt nhất. Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Đường sắt cũng tiến hành trao chứng chỉ bàn giao công trình có điều kiện TOC cho gói thầu CP1B. Đây là một trong những bước thủ tục quan trọng để chủ đầu tư và công ty HURC1 từng bước tiếp cận công trình nhằm phục vụ cho công tác vận hành thử, tiến đến vận hành chính thức tuyến metro số 1 trong năm 2024.